Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hôm nay mình dẫn cọp nhà đi thăm cọp quan nhã. Mình sẽ gặp lại bạn hướng dẫn viên rất là dễ thương ha. Thì lần trước mình đi là trong cái xe giống như cái xe bít nó bít bùng. Hôm nay là đi cái xe lồng lưới ha. Ngoài đây nghe nói hứa hẹn là có leo lên cái thùng nữa. Rồi bắt đầu các bạn đang chuẩn bị chạy tới cổng của chuồng cọp. Mình có anh Nam Ngô là lần thứ 3 đi Mỹ Bình luôn rồi đó. Là người chỉ khách gọi là thân quen nhất của vườn thú luôn. Dạ cũng được à, hôm nay mình trở lại Mỹ Quỳnh Safari và trải nghiệm lại vô cái chuồng hổ quan giả ha. Hôm nay mình dẫn cọp nhà đi thăm cọp quan giả. Ok, chúc đi chào mọi người đi. Con đệ nữa nè, giờ đi con cọp nha. Lên xe mình, em có đi chung xe luôn không? Mình sẽ gặp lại bạn hướng dẫn viên rất là dễ thương ha. Dạ mời giúp mình lên xe ạ. Thì lần trước mình đi là trong cái xe giống như cái xe bít nó bít bùng, cái trải nghiệm nó không có được chân thật lắm. Hôm nay là đi cái xe lồng lưới ha, trải nghiệm rất là chân thật luôn. Đây thì ở đây cọp nó sẽ, ngoài đây nghe nói hứa hẹn là có leo lên cái thùng nữa, rất là hoành tráng luôn. Đây mọi người sẽ đi vô trong cái lồng này và bắt đầu chuẩn bị vô cái khu thả cọp quan giả. Đúng rồi, phải đóng cửa lại, hai ba lớp lại. Chỉ về nói chuyện nhé, tại anh đang đi luôn. Dạ, chiếc xe của chúng ta chuẩn bị di chuyển ạ. Giờ chiếc giùm me là dựng nhờ, anh đang tàn hai bên ạ. Anh đi sửa thú cho con nha. Rồi, bắt đầu rồi các bạn, đang chuẩn bị chạy tới cổng của chuồng cọp. Chị có hồi hộp không? Chị có hồi hộp không? Đứng quéo luôn. Đây dịch pin nha. Chu luôn. Chẳng gì lại một lần nữa, anh nói chuyện của chúng ta là sẽ đi lấy thêm một ít mồi. Ok, giờ để mồi. Chị nói chuyện với chị qua đi, chị nhắn tập em để tin rồi. Anh ơi, mình đi xuống lên thêm nha. Lấy nhiều nhiều em nha. Nay lên đãi các bạn cọp tới coi. Ok các bạn, cái bạn nam hướng dẫn viên này thì đi lấy thịt. Cái này là đơn có thay đổi của em hay là cũng là gà. Đi lại cái bé của anh sao mình không có mà nhau hôm nay. Ồ, trong này anh chay chứ. Dạ không anh. Vẫn là thịt à? KFC nhưng mà KFC nguyên vị. Đừng ăn chay cái đi. Rồi dạ, do chiếc xe của mình nó hơi đặc thù hơn bình thường ha anh chị ha. Là chiếc xe mình là chiếc xe lồng. Cho nên là giúp giùm em là trong quá trình di chuyển tham quan là lúc nào mình có thể dịnh nhờ thanh an toàn. Tại vì các bạn hổ mình có thể đi ra để đùa nghịch của chúng ta. Thì á, bán tài sẽ tránh né khỏi cái móng vuốt của mấy bạn hổ. Cho nên là mình sẽ di chuyển lên xuống, tránh mất đà mình bị té. Gia đình mình và các bạn nhỏ phải lúc nào cũng phải dịch theo cái thanh an toàn. Và điều thứ hai, cái thành lồng á là nơi em phải cho các bạn hổ ăn. Đó, em đặt cái bạn hổ ăn ở đây rồi cho các bạn đứng dậy luôn. À, một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Cho nên là trong lúc trải nghiệm á, tuyệt đối ha, không được cầm vào thành lồng. Dạ. Mình cầm thành lồng là mình đi 10 giờ chín nha anh chị. 9:30 luôn. Dạ. À, lần trước mình đi á, thì ở trong cái giống như cái xe buýt nó bít bùng á thì cảm giác nó cũng rất là đã rồi, nhưng mà nó không có được chân thật lắm. Thì lần đó mình nói là phải chi mà giống như nước ngoài đi cái xe lồng luôn á, thì coi như là ban quản trị của vườn thú đã coi như là tiếp nhận cái ý kiến này ha, là sau đó là có cái xe lồng luôn để cho mọi người có cái trải nghiệm tốt hơn. Lắng nghe rồi ok rồi, mang đầy đủ. Wow. Mọi người đến trải nghiệm cái tour quan giả này sẽ được phát cái bao tay ha, một lát nữa sẽ quăng thịt cho các bé ăn luôn. Đây là những cái lỗ để chúng ta quăng thịt xuống nè, đúng không? Ở đây mình có anh Nam Ngô là lần thứ 3 đi Mỹ Bình luôn rồi đó. Là người chỉ khách gọi là thân quen nhất của vườn thú luôn. Từ khi mà chưa có đi coi hổ, tới khi mà đi coi mà là cái xe kính á, cái xe kính bít bùng luôn. Xong rồi tụi em sẽ tập cho nó bay lên chụp cục thịt. À, còn đây là cái xe lần thứ 3 anh đi là được trải nghiệm cái xe lồng này. Thì nó đang khá là nổi bật ở Việt Nam, ở khu vực miền Nam luôn. Khu vực miền Nam thành phố chứ mình đi qua cái bên à. Rồi, giờ mình vào bên trong. Đây là chuyến hành trình tham quan bán hoang dã trong vòng 15 đến 20 phút. Và trong chuyến hành trình chúng ta sẽ có tiết mục cho hổ ăn. Rồi, mình đã vào bên trong rồi, qua hai lớp cửa an toàn. Ui, cảm ơn em. Mình thấy đúng không?
Bình thường mình đang ở trong khu vực này rất an toàn. Do là đây là khu vực bán hoang dã nên là sẽ có 8 bàn mổ nặng từ 120 đến 220kg được thả tự do ở đây. Nên là chút xíu nữa quý anh chị mình giúp giùm em nè, bàn mổ xuất hiện ở bên nào thì bên đó mình ngồi xuống giúp giùm em, để phía sau có gì mình quay qua mình dễ dàng quan sát hơn à. Em cảm ơn quý gia đình. Là 8 bàn mổ trưởng thành. Tại vì hổ nó không có đặc tính là sống chung thành đàn. Nó chỉ sống khoảng chừng một bạn đực và một hai bạn cá để trong sinh sống và để giao phối với nhau thôi. Riêng ở đây là nuôi thành đàn từ nhỏ lần. Từ khi sinh ra thì các bạn đã quen với cái việc này. Họ bóp kèn kêu đồng bọn ra đó. Tiếng kêu gọi quen thuộc. Đây bạn mình bị là chuyện mình được nha. Đầu cũng bốn rồi. Thường trưa các bạn nắng, các bạn thường nằm trong bóng mát. Bây giờ mình phải kêu từ từ cho các bạn ra. Ra có mồi. Thời điểm mà tham quan cái này là hợp lý và đẹp nhất luôn. Các bạn tham quan trước 10 giờ và sau 2 giờ là lúc đó là trời khá là mát mẻ sẽ đi ra. Còn tầm buổi trưa là tụi em là cùng với quý khách là cùng nhau đi tìm kiếm rồi đó. Nhìn lên đây vẫn nhìn được bằng cọp chứ. Ở dưới tại vì mình còn nhỏ, mình còn thấp quá đó. Không thấy. Sao ở đây có ba bảo vệ. One gần chưa? Chắc no quá rồi. Ơi no là mập bự chưa Bi? Ồ ở trong có thêm một bạn nữa kìa. Một bạn đang núp ở trong. Quên! Hey. Đây đây. Đó, lại gần. Quá bi rồi. Từ đây là hổ bên ga đến từ khu vực Nam. Đây đây, quên. Dạ, trong quá trình mà bạn hổ tiếp cận lại lồng thì giờ mình giúp cho em anh tuyệt đối không ga lớn hoặc là không hành lồng. Ồ, hấp dẫn quá nè. Không phải đâu, mẹ phải cọp lắm nè, giờ luôn. Ôi. Ôi. Quên. Đây sao là Mỹ Quỳnh 1, Mỹ Quỳnh 2. Đây. Không sao, có phải đẹp. Ô, bạn kia tè luôn. Đây đây. Bạn kia tè luôn. Đây. Lại đây, ngoan. Lại đây. Sợ. Bạn Bi đã sợ. Lại đây. Nhưng mà có cái lồng sắt to lắm. Quên. Lại đây. Ôi, to chưa kìa Bi. Quên. Đang trong lồng sắt mà. Đây. Cái hồ đấy, Em ạ. Ôi cái mặt này. Đây, chân giống nhau leo từ từ. Đây. Ờ. Đây. Đây. Không đúng là trải nghiệm cái lồng sắt này nó khác hẳn cái kia. Hấp dẫn nha. Gần. Đây đó. Đây đó. Đây nè. Ôi ôi cái tay nó. Ôi đảo. Em là cao 1m73, 63. Đi đây. Nước á là em chỉ cao ở nước 2 của cái lồng này thôi. Khi còn bạn nó đứng ở dưới đất nó cao chỉ hơn 1m thôi. Mà khi nó đứng dậy bằng hai chân á, nó ra là tới đây. Dạ, tới đây là hơn 2m. Quên. Đây. Đây. Đi đây. Lại đây. Quên. Dỡ lên đây con. Đông. Dạ, đông ngồi cận mắc cỡ. Đây đây coi. Đi đây. Vừa ăn ở dưới tè luôn anh ơi. Cái đuôi nước câu. Đuôi nước mới đánh lãnh thổ. Đây 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 coi. Con có dặn cho giúp giùm em nha. Nó cắn cái tay con nó cắn. Trời ơi, cái răng nằm đây kìa. Quên. Đây con. Ô, có một bà này đi lại. Ôi. Đi đây đây. Đi thế nào? Đi đây. Đi đây. Quên. Đi đây. To thầy công nhận đứng gần thấy to vãi luôn.
Giỡ này, giỡ này, quên. Con này con trâu con bò nó cứ túm gọn được đây. Bự gấp ba mình luôn á trời, nhìn cái bàn chân lực lưỡng không kìa, quá. Đây lên. Đây. Chiều cao mà sức mồi như vậy thì có thể nhanh chóng túm được con mồi. Quên lên đây coi. Trắng này cứng họng không là rớt liền. Ôi, cái mắt nó đẹp quá. Ê, mắt đẹp không? Nay lần đầu tiên thấy tận mắt gần. Nè cho nè. Mẹ hay tato hình mấy con hổ này, ui nó gồm nhau kìa ơi. Ở đây do là đường nuôi lớn từ cùng như từ nhỏ nên là nó sẽ từ tập quen và cắt cách thức ăn với nhau. Tức là khi mà một con đang ăn thì con kia nó sẽ không xông tới mà dạt giật. Thương. Nhắm tới xíu vô con này leo. Đừng đạp con, đừng đạp lòng. Đây, 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 đây. Con trước kia là bự nhất, nó đầu bự. Dạ, con đó con đực đó. Nè, quên lên đây không? Con kia đầu bự, đấy. Đẹp ghê. Nó có tên luôn hả? Cái tên con là Mỹ Quỳnh. Mỹ Quỳnh 123 gì đó. Mập đơn, mập phía trên. Cầm tay ra đây con. Cho anh Phương dầm qua đầu lại. Ừ. Ê! Anh Phương ơi, dầm lên quay đầu lại với em nha. Bấm đầu. Ừ, nhìn nó ăn á. Sao? Cái tay bằng hổ. Khi mà ăn được một cục mồi rồi thì các bạn mới chịu leo lên tiếp tục. À. Dạ. Giờ mình đang chờ coi cái các bạn leo lên cái lồng nè. À bố biết. Đứng lên là khủng khiếp luôn. Đây. Quên. Quên. Ồ. Ngồi ngáp kìa, ngáp. Đây đây. Con kia nó lười ăn nó sao. Đây lên. Tới cho một cái. Nè. Đây. Quên. Đây. Đây coi. Quên. Quên, ở đây. Phương cầm cầm đi. Đó nè. Đây xem sẽ. Dạ. Ở đây nó có nuôi tự nhiên ngoài này nó có sinh sản đó. Dạ được. Hiện tại là các bạn chuẩn bị sinh sản ha. Dạ các bạn đang trong mùa luôn á. Đang vô luôn kìa. Anh đâu ra nè. Anh Phương cầm nha. Đây đây coi. Đây. Ăn mồi à, cũng gần tới. Em Phương cầm. Ok. À lên. Lên. Ok. Wow. À. Thôi dần mất luôn cái cây. Ăn barbecue nướng luôn. Đảo em đi. Sữa hoa sinh chú nè. Chị thử ra là mình đi. Đâu này nào đây. Đi qua đây thường là mình sẽ nhắm nó từ bên ngoài lồng khá là xa. Nhìn phía nó rất là ít. Ông Yến nhau nè, hai con gặp kia ông Yến nhau. Lên luôn anh. Đó, trời ơi, bự vô nhìn cái tướng đó. Dạ. Lấy con chục con lợn nó vào đây cho nó nuôi chung với nhau. Là ngày mai không còn con lợn. Mập ra đây con, đu, ra đây luôn. Đu. Ô, bạn kia đi qua nè. Lại. Lại nó sinh. Hấp lên không? Hấp. Hấp à. Đây. Mới tắm xong. Rồi mình lùi lại giùm em nha. Mập nó thật dơ lắm. Dạ mọi người chú ý nè, mập nó đen rất là dơ. Đâu? Lại đây đâu? Nè đâu? Lên. 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 Đây đây. Lên luôn. Lên. Trời ơi. Đây. Trời ơi, ở bên này nữa. Wow. Em. Rồi. Wow. Tại vì em 1m63 mà em mới tới đây thì nó tới đây là phải 2m2, 2m3. Đây là gần 200kg. Dạ đúng rồi ạ. Hiện tại là nó chưa nữa nha. Đây đây qua đây sửa chưa sinh chú kìa. Chú cho con cầm nè. Cầm giữ cứng cái cây giữ cứng nha con, mất cái cây của chú luôn á. Dạ.
Con này bự rồi, con này mập nhất rồi. Nè, con chào không? Em bi cho bạn hổ ăn. Em bi cầm cái que kìa. Đây. Nè, qua cho mập con này cho coi nè. Đây nè. Lên. Ôi, cái bàn tay nó kìa sờ cái. Ôi, đảo quá. Tấm hình với đó giờ chị. Wow. Rồi gia đình ơi, mình selfie với bạn hổ nha. Đây là bạn mập, bạn hổ sớm quay nở đàn mình ạ. Đây nè. Đây là con cái hả bà? Dạ con đực à. Đây, cái bạn này 2 ngày là bạn đầu tiên lên là cái bạn đô này mới leo lên đó, mới leo trước. Tấm kỳ vậy, tấm gì kỳ vậy? Đi đây. Nè, lên nè. Đây. Lên, nè. Quên. Lên. Em hốt đợt sau anh em vô lên sẽ thấy được. Còn lên là sẽ chụp. Quá hay luôn này chụp. Kê nó qua nó lên rồi đó. Mập. Mới lạ chứ còn ngắm trong lòng. Nhìn mẹ nó sẽ mẹ đó. Tại vì em sẽ cho giống như mình thấy luôn. Rồi, nhìn mẹ đó. Không cắn đâu, cái phần lông mao ở phần hai bên bạc má nó sẽ phình ra hơn chút xíu và có thể nó sẽ đô hơn. Làm cái đầu nó bự ra đúng không em, nhìn nó ngầu hơn. Đúng rồi. Đô lên luôn con, đô. Lên. Đô. Yeah, high five. Yeah. Nói mà về cũng rõ lông là bước rõ lông. Nè lên đây nè. Ôi. Thôi thôi nè đó, ăn đi. Rồi nè. Thôi, không ăn cái càng rồi. Thì mới đầu sợ giờ cũng hết sợ rồi, đúng không? Phải. Cho ăn không? Cứ cho nè. Bây giờ bà hổ ăn kìa. Cho bà hổ cầm cây, cầm với ba, được không? Cầm với ba. Ở đây tụi nó giao một cái lực nhầm là mập lên đây mập. Nó đang ăn á, thì con kia không được lại. Mà trong khi nó con này mặt ngược mẹ nè, mình chụp hình với nó. Trải qua một cái khoảng thời gian rất là hấp dẫn luôn, rất là ấn tượng với lại các bạn nhỏ luôn ha.
chúng ta vừa ra khỏi cái khu này. Cái nếu mà ai chưa tới Mỹ Quỳnh lần nào thì có thể tới đây để trải nghiệm cái vào chùa trọt chơi ha, hoặc là ai đã từng đi rồi mà đi trong cái xe dạng xe buýt bứt bùng á thì thử tới lần này đi trong cái xe lồng lưới sẽ có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn luôn. Mình đi lần này lần thứ ba rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên đi cái xe lồng lưới này, rất là ấn tượng luôn. Ok mọi người, hy vọng mọi người xem clip vui nha, bye bye. Có cái khu viên này là công viên cũng đông sắp được hình ảnh luôn nha. Cái bạn nhỏ là vừa khoái mà vừa sợ. Nó đâu rồi, nó hết rồi. Rồi. Hết rồi. Dạ con mảng này. À, lại lưỡi rồi. Kìa, nó gần đụng mi kìa, em mi nhìn ra đằng sau nè, nè. Đó, nhiều có quạt đùi nữa kìa. Con này là khủng long gì hết ta? Muốn vào đi. Long gì? Long bạo chúa. Bạo chúa long T-Rex không? Ôi ôi, ghê không biết. Đẹp ghê luôn á. Đẹp không? Ủa, rất đẹp luôn á nha. Giống ôi, thật đúng không á? Sợ quá. Chạy. Đâu nè. Xe này quay gần cho nha. Wow. Thôi các bạn nhỏ mà tôi cũng chú đông lên đây. Đẹp quá trời. Đẹp quá. Bây mốt mà khi mà hoàn thành rồi. Mốt mà khi mà hoàn thành rồi á là sẽ được leo lên trên ngồi cưỡi luôn. À, nhảy xuống tôi luôn. Yêu. Cảm giác rất là chân thật luôn các bạn. Cái bẫy luôn. Em biết chưa? Rồi bye bye, bye bye với bạn khủng long. Rồi bye bye đi. Hẹn lần sau hoàn thành cho lên lại. Ok. Ồ, đằng kia có mấy bạn khủng long con nữa kìa. Giống ở nhà của em Bi quá. Em Bi đi khám phá xem. Ôi, hên quá. Rồi, có có hai bạn khủng long con nữa. Như nó biết mình lại ăn sao á. Như nó biết mình lại ăn sao á em Bi. Hả? Nó gầm to quá. Đó, Bi lại xà xem. Bi lại xà xem. Lại xà em xem. Thôi. Sao đòi đi công viên khủng long mà. Ok các bạn, cái công viên khủng long này đang hoàn thiện thôi ha. Đang hoàn thiện. Thì khi nào hoàn thiện xong thì hứa hẹn sẽ còn đẹp và hấp dẫn hơn nữa rất là nhiều luôn.
Ok, các bạn tiếp tục thăm lại bốn bạn tê giác này. Hôm bữa mình vô trong chuồng bên trong luôn, đi thẳng vô bên trong luôn. Bây giờ đang cho tê giác ăn bí nè. Tên là Quỳnh ha, các bạn đây tên là Quỳnh, kêu là biết đi lại luôn á. Y như là có mặc áo giáp luôn á. Trời ơi, đã chưa? Wow. Đi thấy thích chưa? Quên. Đó, đó, đó. Ôi, con kia chạy vậy, con kia chạy mất rồi. Trời ơi, bự chưa kìa, nhìn kìa. Nó đứng ngang qua nhìn á, khủng khiếp luôn. Quên. Sao không thấy? Chưa thấy. Quên. Ảnh bự con vậy chứ cái tướng anh chạy lăng xăng lắm nha. Nè nè. Thằng nguyên trái đi. Đây. Em bị thảy đi, em bị thảy cho bạn nó ăn đi. Quên. Thôi. Để lại luôn, lại đút. Ôi đút được luôn hả? Dạ. Đã vậy ta. Em tập cho đút luôn. Cho xuống dưới vậy bà. Cho xuống dưới hả? Được mà, em biết ngồi vậy được mà. Đó, ôi, em lại nha. Qua. Qua đây. Đây. À, đưa đụng cái bản đó. Ôi dồi. Này đúng trang luôn. Quá hay luôn. Hôm nay Mỹ Quỳnh có... Em đi sợ được cái này nữa đúng không? Wow. Đây là sừng tê giác nha. Cái bạn hướng dẫn thú mới coi như là kỹ năng rất là tốt ha các bạn ha, và rất là tâm huyết luôn. Cho nên là sắp tới sẽ có nhiều cái hoạt động mà nó hay hơn. Ví dụ như là sắp tới có hổ con á, là sẽ các bạn ở đây vườn thú sẽ tập cho bú sữa bình luôn, và khách tham quan á, là sẽ vào chụp hình được gần vuốt ve được cái bạn hổ con luôn. Thì lần trước các bạn nhớ là khi mình vô cái chuồng tê giác này á, thì các bạn tê giác này tương đối là nhát, mình đụng được, nhưng mà các bạn đã cũng hừ rồi, mình cũng ớn ăn lắm. Nhưng mà lần này mình quay trở lại á, thì các bạn đã được coi như là huấn luyện dễ thương hơn, gần gũi với lại khách tham quan nhiều hơn. À, có thể cho đút bé ăn tận miệng luôn, và lại gần sát cửa chuồng luôn, rất là thích. Rồi xin đút thêm miếng nữa nè. Đây. Đây. Các bạn cảm giác rất là gần luôn nè, thằng Teddy nó cũng được rất là gần luôn. Đây ta. Mắt nó có lông mi nữa nè. Các ai thấy mắt nó có lông mi không? Ôi dễ thương. Bây giờ bị đụng thử anh. Đi sợ hỏi là sợ luôn tê giác. Đi ớn ăn rồi. Hello Quỳnh ơi. Đi kêu đi. Tê giác này có cái sừng to luôn. Có cái sừng to luôn nè. Đi mang cho em một đó Quỳnh. Bự ghê luôn nè. Người nó như là cái chân của nó không bằng cái mình của mình rồi đó. Em đút cho ăn không? Đây em quay ra cảnh em đút ăn. Đây. Ôi ôi gan chưa con vợ tôi. Ghiền lắm. Ơi. Trong cái bánh bi. Cầm bánh bánh thêm bi hả? Em bi muốn lên hả? Muốn lên để ba cho em bi lên. Đây. Đây, ba cho em bi lên nha. Ôi dạ. Đây, em bị đụng cái tay vô đây. Ôi. Quá. Chắc nó muốn ăn nữa em bị. Ôi. Trời ơi, bay bụi lắm luôn. Mắt có lông mì luôn ha. Trên người không có cộng lông nào hết, chỉ có mắt có lông mì thôi. Hello. Nó chảy mũi kìa. Hello con. Trời ơi cái môi dày quá. À,
Đó, mồi dày gặp mồi mồi của Quỳnh này chịu nổi. Nó đâu ăn cây sắt được. Nè Bi nhìn người bạn đó, da nó như một bộ áo giáp luôn. Bi biết cái gì không? Ồ, cái chân to. Đó là sình á, bạn đó thích lăn lăn ở dưới sình á để có cái súng bự quá. Lớp sình nó bảo vệ. Cái súng bự quá. Ôi em Bi thấy bạn đó có cái gì lòng thòng kìa em Bi. Trời ơi. Hy vọng là sắp tới Mỹ Quỳnh Safari sẽ cho sinh sản được tê giác luôn ha. Đẹp quá. Đã luôn á. Quá phê. Cặp bông gợi cảm ghê chưa. Cặp bông chà bá lửa luôn. Tuyệt vời luôn. Tuân. Rồi thôi, bye bye các bạn tê giác nha. Mình đi chơi tiếp đây. Bye bye. Bye bye. Ok các bạn, hôm nay lên thăm thêm các bạn rùa ha, các bạn Adapra rất là to, siêu khổng lồ luôn, như những cổ xe tăng luôn. À, ngáp kìa. Một bạn nè, hai bạn nè, kia là ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, khá là nhiều á. Bảy nữa nè. Đó, to chưa? Rất là to luôn. Thằng kia có một bạn đang bò đi. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Rất là to. Thì hiện nay là đã bị khóa lại rồi, không có vô, chắc phải có hướng dẫn viên mới cho vô được. Đúng rồi. Thì lần trước nhiều bạn vô không biết thì cứ leo lên rùa ngồi trên mai á. Rồi này nọ thì cái đó là làm, nói chung là nó có thể làm tổn thương những bạn rùa ha. Leo lên ai ngồi. Tại vì bản thân cái mai nó đã rất nặng rồi. Cái đôi chân của con rùa, bốn chân nó đã chịu lực rất là nhiều rồi. Thì thêm cái sức nặng của con người ngồi lên nữa là nó sẽ gây ra những cái chấn thương về xương khớp. Đó, cho nên là chúng ta chỉ ngắm nhìn thì thế này là cũng đủ rồi. Có thể dùng cái gì đó dụ bé nó lại đó, ví dụ như các bạn này nằm sát chuồng thì chúng ta có thể lại đụng bé nè. Bây giờ cầm bịch bánh giùm ba lại, ba nựng bạn rùa cái. Đây. Đây. Giờ đầu nó được hả? Trời. Ngoan mà. Bự hơn luôn. Cái mai bạn này đẹp. Mai này cao mà phẳng ha. Còn cái mai đăng ký không? Cái này có đẹp không? Bi muốn đụng bạn không? Đi không? Đó, đó, đó. Nhà Bi cao hơn thôi. Ủa chứ cái con đó nó loại đó loại rùa khác, này loại khác. Giống nhau. Chẳng cái mai khác. Do cái mai này nó phát triển hết rồi, còn kia nó vẫn còn phát triển nữa. Bạn rùa đang ăn cỏ nha. Nè Bi ơi, ba đụng bạn luôn nè. Ba vuốt ve bạn nè. Con này không nhủ ra chạy ra. Cỏ này là cái đuôi. Cỏ này là cái đầu nó chưa nhủ. Bạn hửi cái tay ba nè Bi. Bạn hửi cái tay. Đừng có tưởng là ngó sen hay gì đó nhai nha. Hả? À, đi nhiều quá mà. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Rất là dạng dĩ luôn. Dễ thương, trời gãi ngứa phê. À, phê vuốt phê luôn. Vuốt phê luôn. Đã ngứa bạn ơi, gãi đã ngứa. Chơi gù anh đi. Không anh. Hình như cái cây lá bên kia kìa đâu rồi.
bạn mới ăn, bạn thích cái cây lá đó, thì nhánh bên kia kìa. Ok, mình đi ra góc bên kia đi. Đâu bị lấy lá cho bạn ăn coi, hoa đó. Đây nè. Con kêu đi quên ăn bông. Anh mà. Bạn này thân thiện ghê. Quên ăn bông hoa. Thân thiện quá. Thân thiện với em Bi quá. Về ha. Có khoảng sân trống nuôi đàn rùa. Nó luôn. Dục cái hoa cỏ đó vô cho các bạn ăn được, nhưng mà tuyệt đối là không xả rác nơi công cộng nha. Kể cả ở nhà mình cũng phải gọn gàng nha Bi nha. Ừ đúng rồi. Rồi đi chơi tiếp thôi. Đây có cái hồ nước cho mấy bạn tắm nữa nè. Trời ơi, con khủng long nó đang quạt đuôi kìa. Cái đuôi kìa bé. Khủng long nó quạt đuôi kìa. Ok các bạn, chúng ta lên Mỹ Quỳnh chơi thì ngoài cái chuyện mà chúng ta có thể tự do đi bộ ở trong cái khuôn viên rất là rộng rãi như thế này á, thì chúng ta có thể thuê xe đạp đi. Ha, đồng thời là cũng mới phát triển thêm cái gọi là cái thuê xe điện dịch vụ nè, sẽ có bác tài chở đi vòng vòng tham quan luôn, muốn đi đâu thì cứ nói bác tài chở đi đây đi đó luôn. Thì sáng hôm nay cuối tuần dẫn thằng Peppy với lại vợ con mình đi tham quan Mỹ Quỳnh, coi cọp, coi tê giác, rùa, nói chung là thăm các bạn thú ở đây. Ha, thì bây giờ mình đang trên đường đi xe điện để ra bãi xe đi về, cũng có quay một số thước phim ngắn để mọi người có thể cùng xem với mình cho vui ha. Rồi ok, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Bye bye đi. Ok.